Dạ làm sao lại phải đứng các riêng? Các cậu có vợ rồi nhá, mà còn hàng tỷ bổ bịch với người yêu, đầu cũng có đầy sỏi rồi. Đây là cái gì? Giáo sư cứ nhầm nhọt xem chồng trọt thế nào ấy. Bọn em mặc dù có vợ rồi nhưng vẫn có nhu cầu lấy vợ tiếp, cho nên bọn em mới đến học giáo sư chứ. Dạ, báo cáo giáo sư, xin giáo sư cho chúng em qua kỳ sát hạch ạ. Dạ vâng ạ. Xin mời chương trình thứ nhất. Dạ. Anh cho biết về ngày sinh tháng đẻ của vợ. Vợ nào ạ? À? Thế anh chưa có vợ à? Dạ, chưa ạ. Thôi thì mày nhí xuống. Chương trình thứ hai. Em nhớ là cưới nhau sau một năm ấy. Cái hôm sinh nhật vợ em là em xuống con lô 74. Đây không phải là chỗ đề đón, mời anh xuống. Vợ tôi sinh vào lúc 3 giờ sáng. Ngày 14 tháng 9 năm 1950. Vâng ạ, chỉ còn một năm nữa là chúng tôi tổ chức đám cưới bạc rồi đi giáo sư ạ. Tại sao anh không mở lớp? Thế thưa giáo sư mở trường rồi thì tôi còn mở làm gì nữa? Bây giờ anh đã cưới nhau đến, sống với nhau đến đám. Đám cưới bạc rồi, muốn đến đám cưới vàng cũng phải học. Không có thầy đố mày làm nên. Thôi, đi về. Thi tuyển thôi, không cần về hả? Không tuyển anh. Thưa giáo sư, em nhớ là ngày đẻ của vợ em ấy là ngày 28 tháng 8 năm 80. Rồi. Dạ là ngày 23 tháng 7 âm lịch đấy. Rồi, xong rồi. Vâng ạ, cảm ơn giáo sư ạ. Xin tiếp tục. Vợ em sinh sau ngày hòa bình lập lại 10 năm. Tức là năm 1964 đấy ạ. Tháng 9 ngày 14. Tốt lắm. Không biết anh sang đây. Tiếp tục. Dạ em nhớ không nhầm, hình như vợ em sinh đúng vào năm Chọi Châu. Chọi Châu là năm nào? Em đọc giáo sư nghe ạ. Dạ mồng 10 tháng 8 Chọi Châu, dù ai buôn bán đâu đâu phải về ạ. Mà là năm nào? Dạ năm Chọi Châu ạ. Năm 1900 Chọi Châu. Năm nào? Năm 1985. Đúng rồi, năm 85. Xin mời anh sang đây. Dạ. Thưa giáo sư, ngày sinh nhật của vợ mà không nhớ còn gọi gì là người chồng mẫu mực như không nhớ. Xin cho biết ngày sinh nhật của vợ. Ngày sinh nhật của vợ em quá nhớ luôn. Đúng không? Vâng. Chuyện quá bình thường. Không những em nhớ ngày sinh nhật của vợ em còn nhớ ngày sinh nhật của họ hàng vợ em. Đúng mà. Ví dụ cụ thể là ngày sinh nhật của mẹ vợ em là vào ngày 5 tháng 2 năm 1947. Cụ thể. Đây. Hả? Từ hồi quen biết nhau đến bây giờ ông cứ giấu nhẹm đi chả vào gì cả. Cái gì? Hóa ra mẹ vợ ông với mẹ vợ tôi là cùng năm sinh đấy. Ngày sinh nhật của bà ngoại vợ em là ngày 18 tháng 12 năm 1931. Thế hóa ra là thế bà ngoại vợ ông là như thế là hơn bà ngoại vợ tôi đúng một giáp. Ôi cái ngày đấy luôn. Thế còn sinh nhật cụ ngoại. Thôi. Cả ba cậu đều giỏi. Dạ nhá. Vâng. Vớt sang bên này. Vớt thì nhớ. Vớt. Này. Mình giỏi là được đỗ vớt đấy. Nhớ được ngày sinh tháng đẻ của vợ con là một điều rất quan trọng để có thể bước vào những khóa học sau này để thành công cách tốt đẹp. Tôi cảm thấy là giáo sư đã đưa ra một câu hỏi cực kỳ chính xác. Tất cả những người phụ nữ như chúng tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động khi mà những người chồng hoặc những người yêu của mình nhớ được ngày sinh tháng đẻ của mình. Đấy là điều mà tôi đảm bảo giáo sư, bây giờ phần lớn phải đến 95% đàn ông là không thể làm được điều đấy. Cô nói rất đúng lý của tôi. Vâng, tôi thấy giáo sư đến đây tuyển sinh ấy, mang theo một bó hoa rất đẹp. Phải chăng là giáo sư định tặng cho một thí sinh nào đó ạ? Hay là tặng cho người quan sát? Các bạn cho tôi một câu ca dao nói về quan hệ vợ chồng. Em có một câu ca dao quan hệ vợ chồng. Em xin đọc ngay ạ. Dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật. Gật đầu khen ngon ạ. Ôi trời ơi, trúng đồng này quá thế rồi. Quá hay. Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho. Đêm nằm thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà. Em hơn thằng này 2 câu ạ. Em đỗ. Em hơn nó 2 câu. Thôi. Mất trật tự, xin mời xuống. Xin mời xuống. Thưa giáo sư, đến lượt em ạ. Thú thật với giáo sư là ca dao vợ chồng em không hiểu. Em chỉ nhớ mỗi ca dao về quan hệ bố mẹ thôi. Bố mẹ không thuộc vào lĩnh vực ở đây. Nhưng mà thưa giáo sư, bố mẹ cũng là quan hệ vợ chồng đấy chứ. Ở đây tôi sao không ạ? Không thuộc lĩnh vực ở đây. Xin mời. Con cò mà mổ cái chai, u ơi u lấy vợ hai cho thầy. Nếu lấy thì lấy vợ gầy, đừng lấy vợ béo nó táng cả thầy lẫn u. Thủ khoa, gần như lạc đề nhưng mà lại thủ khoa. Vớt xong rồi này. Ôi giời ơi em. Em hy vọng rằng đến lượt em giáo sư không phải vớt mà cân nhắc em xem. Hôm nay trời nắng chang chang, vợ em đi học chẳng mang cái gì, chỉ mang một thúng bánh mì và mang một mẩu bút chì con co đấy. Nhầm đấy là không phải. Đấy là thơ con mèo. Cậu xuyên tạc. Vâng.
đọc cha gà mẹ vịt đọc lung tung cả. Thế trẻ con à? Trẻ con quá. Cha dao trẻ con. À thế à, thế đây em đọc câu xịn đây. Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo. Thôi được rồi, bộ vớt sang bên này. Ô giáo sư lại vớt. Tay kia. Này. Này. Này, thơ đến lượt rồi. Cha dao nói về quan hệ vợ chồng. Ước gì em hóa thành trâu để anh là đỉa anh bâu vào đùi ạ. Ước gì anh hóa thành dùi để em là trống đánh cho vui xóm làng ạ. Thôi được, cậu đổ vớt sang này. Lại vớt. Anh em mình đổ vớt đấy. Các thí sinh còn lại, tôi sẽ ra một cái đề cả ba thí sinh. Đề thứ hai ạ. Đề thứ hai. Dạ vâng ạ. À, cậu đọc cho tôi một bài thơ nói về quan hệ vợ chồng. Thí sinh thứ nhất. Dạ. Giáo sư ơi, vừa thơ... nói về quan hệ vợ đấy chồng. Đấy là ca dao. Ca dao. Đây là thơ mới. Hiện đại. Thơ mới. Dạ em có ngay ạ. Thưa giáo sư. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Dạ thưa giáo sư, ngoài tình cảm vợ chồng yêu thương gắn bó keo sơn còn có cả luật lệ an toàn giao thông. Cậu là công an giao thông à? Dạ không ạ, cậu của chú thằng bạn của vợ em làm. Thế à? Dạ. Thế thằng nào? Thôi được, vớt. Vớt. Dạ em lại được vớt rồi. Dạ thưa giáo sư, đến lượt em ạ. Vợ lấy tội là tôi lấy vợ. Tình nghĩa thì ít nhưng lợ lần nhau thì nhiều. Suýt thủ khoa. Tôi được vớt cho người này. Thủ khoa ngọng. Vớt. Cảm ơn cậu. Thơ mới thì em không có lẽ là em trượt em đi về. Với lại hơn nữa, em xin phép vợ em đi có 30 phút, bây giờ 45 phút rồi em đi về. Ê, này, lại tôi hỏi đã. Thế em không có thơ em trượt. Đúng giờ cậu đi về, dạ. Thì cậu sợ hay là cậu yêu? Dạ, báo cáo giáo sư là sợ chứ ạ. Màn đêm buông xuống, khi bắt đầu cô ấy lên giường là bắt đầu cô bắt em gãi lưng. Dạ, gãi lưng thì gãi thì sao? Dạ không, khổ lắm. Giáo sư không biết cô bắt thành bắt tỏi em như thế nào đâu. Cô chìa lưng ra xong cô bắt em gãi. Rồi gãi, cô lùi lên một tí. Xong rồi lại tí nữa. Xong rồi lại sang trái. Xong rồi lại sang phải. Xong rồi lại úi giời không phải chỗ đấy. Đến khi mà cô hết ngứa, cô nằm lăn ra cô ấy ngủ thì bắt đầu đến lượt em ngứa. Dạ, cậu ngứa thì gãi chứ làm sao đâu mà phải... Làm sao mà gãi được ạ? Không gãi được. Tay em là phải để làm để cho cô ấy gối. Còn tay này thì là xoa, lưng thì dán xuống giường rồi. Làm sao mà có thể gãi được ạ? Bây giờ giáo sư cho tiếp những phần thi sau đi không nhỉ? Bây giờ tôi ra một đề nữa là cả ba thí sinh cùng thực hiện. Dạ vâng. Nhá. Vâng. À, khi lĩnh lương xong thì về xử trí thế nào? Ôi giời ơi! Quá đơn giản! Khi lĩnh lương xong em vẫn thường làm là bớt 1/3 lương cho vào mũ. Đi về nhà, đợi trời nắng, đội mũ vào, lao thẳng ra hàng bia. Thế nếu trời không mưa không nắng thì sao? Đơn giản, nếu trời không mưa không nắng thì em trượt. Riêng cái thủ thuật đúc lại 1/3 là đáng đổ vớt rồi. Dạ vâng. Em chỉ bớt 1/4 cho quân địch đỡ nghi, nhưng mà giáo sư biết không, em găm vào trong tận đít tất, sau đó em đi từ từ ra quán rượu. Đổ vớt xong rồi này. Ở đây này, thí sinh. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời vợ lại trả lương cho chồng. Dạ không, cậu không đi làm ở nhà? Dạ không, báo cáo với cả giáo sư là em đi làm không? Dạ khổ quá, em có đi làm nhưng mà em làm gì có lương ạ. Sao lại thế? Em đi làm xe ôm cho vợ em, đưa vợ em đi làm. Em làm xe ôm cho vợ em, đâm ra lương của em cô ấy cầm tất, em có được đồng nào đâu ạ. Như thế là khóa 1 trường dạy yêu vợ đã bắt đầu khai giảng. Bài học vỡ lòng đầu tiên sẽ dành ưu tiên cho thí sinh thứ 3. Nay xét về hoàn cảnh bi đát của thí sinh, Văn Ái xin truyền lại bí kíp thu phục vợ. Sau khi hàng yêu phục quái xong, vợ sẽ duyên dáng chiều chồng, chồng sẽ chửi hy sắp đặt. Và chẳng bao lâu chồng sẽ là bánh đa mà vợ sẽ hóa ra bánh đúc. Khi nào cô bắt cậu gãi lưng thì cậu hãy nói. Nói đây là hay... nói mơ. Hiểu chưa? À tức là giả vờ mơ. Nói mơ mới. Ui giời ơi. Vâng, nhưng mà nói thế nào? Đây, em Hạnh ơi. Dạ. Em mới chính lực là người yêu đích thực của anh. Bởi vì em không bắt anh gãi lưng nhá, không bắt anh chỉ chỗ này chỉ chỗ nọ. Ui. Không tính thế.
em còn hát ru cho anh ngủ nữa. Năm canh anh ngủ ngon giấc lắm. Như thế rồi. Ui giời ơi. Dạ yeah. báo. Lập tức là cô ấy sẽ ngoan như một con cún con. Dạ không cún thì để sau dạ báo cáo giáo sư là không làm thế được đâu ạ. Ôi giời ơi. Em mà làm nhảm em nói thế nó dựng cổ em dậy nó oánh cho em tuốt xác ra không ổn đâu. Ôi giời ơi, phải cãi chứ. Dạ cãi thế nào là cãi thế nào ạ? Mà ai mà tạo được giấc mơ. Đúng rồi. Tôi nói với cậu là khi nào cô ấy bắt cậu gãi lưng thì cậu cứ nói như thế thôi. Dạ vâng, thế nhá. Còn vấn đề lương lậu của em thì... đi làm còn vấn đề lương lậu thì sao ạ? Lương lậu làm sao? Dạ là cậu về, cậu nghe tôi lập tức đòi tăng lương. Phương Đông người ta nói rằng Phương Đông ta nói thế này này. Người mà khi mình gần thì nó nhờn, khi mình xa nó oán. Thế còn Phương Tây? Còn Phương Tây? Vâng, thì dạ. Người ta sẽ nói thế này. Nghĩa là đàn bà là cái bóng của ta. Đuổi để chạy. Được. Quay lưng lại. Thì dắt đi. Theo. Đấy. Vâng. Chí lý. Dạ vâng ạ. Đa tạ giáo sư ạ. Dạ vâng ạ. À. Thế em về để em áp luôn xem nó có dụng không ạ. Dạ vâng. Thôi đi đi. Muộn rồi đấy. Này. Ông dán cái gì lên mặt ông đấy? Cô không nhìn ra, cô không biết đây là cái gì à? Dâu. Hôm nay tôi quyết định tôi dán dâu để tôi chứng tỏ tính đàn ông của tôi. Cô đã bao giờ nghe thấy những câu thơ chí lý về dâu chưa? Để dâu không phải là dê. Để dâu là để mân mê cho đỡ buồn. Để dâu không phải là già. Để dâu là để chứng tỏ ta là đàn ông. Để dâu không phải là ngông. Để dâu là để phân biệt giữa đàn ông với đàn bà. Hôm nay tôi quyết định thể hiện tính đàn ông của mình bằng cách dán dâu và không đi làm việc cho cô nữa. Sao? Sao lại không đi? Bãi công. Bãi công? Từ trước tới nay tôi làm lụng vất vả cho cô nhưng tôi có được một đồng lương nào đâu. Từ bây giờ nếu muốn tôi tiếp tục làm việc cho cô phải trả lương cho tôi. Xứng đáng tôi mới đi. À, thì ra là anh đòi lương à? Thế... Phải, tôi đòi lương. Anh muốn lương là bao nhiêu? 500.000 đồng một tháng. 500.000. Đồng ý tôi sẽ đi làm cho cô. Được rồi. Lương của anh là 500.000. 500.000. Rồi. Và tiếp tục, nếu như tôi làm việc tốt, cô sẽ phải tăng lương cho tôi. Tăng lương nữa. Chứ không chỉ đơn giản như thế đâu. Nào, có đồng ý không? Trả rồi. Xong lại tăng. Tất nhiên. Tăng là bao nhiêu? 700.000 Việt Nam đồng một tháng. Tùy cô. Giới đất ạ. Vợ chồng cùng làm cùng ăn. Tự nhiên anh đòi tăng lương tăng lộng. Thế là thế nào hả? Chả là thế nào cả. Tôi đi làm thì tôi phải có lương có thế thôi. Đưa tiền đây. Được rồi. Đây. Lương của anh đây. Tiền hàng nằm tất trong này đây. Đấy. Tiền bún, tiền chả, tiền chân giò tất đây. Anh muốn gì đâu. Tiền hàng cho tôi thì còn gọi gì là lương. Lương là phải là của tôi. Tôi muốn tiêu gì tôi tiêu. Cô đưa tiền hàng thế này thì ngày mai lấy gì ra mà mở cửa. Mai đóng cửa. Chẳng có gì mà cho mồm đâu. Thì làm sao mà tôi dắt được nữa. Dắt cái gì? Dắt cái bóng. Phụ nữ là cái bóng của đàn ông. Nếu như ta đuổi nó sẽ chạy. Nhưng khi ta đứng lại, quay lưng, bước đi thì nó sẽ thành là cái bóng để mình dắt. Mà cô có biết ngày mùng 3 tháng 8 là ngày gì không? Chẳng hiểu mùng 3 tháng 8 là gì cả. Thôi không làm nhảm nữa, đi. Tôi không đi. Tiền này thì tôi không cầm. Mùng 3 tháng 8 tức là tháng 8 ngày mùng 3. Thế mà cũng không hiểu. Hôm nay bị làm sao thế? Tôi chả làm sao cả. Tôi muốn làm đàn ông. Thế thôi. Quyết định không đi hả? Tôi không đi. Được rồi. Đi không? Đi không? Đi. Đi thì đi làm gì mà. Có việc đi mua hàng, vợ bán mà cũng chối đây đẩy ra. Đây, tiền đây. Cầm lấy. Này, tháo bỏ cái râu ra. Cười bà tôi này. Chồng với con nói một câu cãi một câu, không thể chịu được.
Hạnh của anh ơi, em... Cái gì nữa nhỉ? Hạnh của anh ơi, em không bắt anh phải gãy lưng cho vợ anh. Em không bắt anh phải gãy lưng cho em đâu nhỉ? Anh yêu em lắm. Hạnh ơi. Chết rồi, điên thật rồi. Phải gọi 115 thôi. Đừng. Khổ quá, đừng gọi anh không sao đâu. Anh ngủ mê ấy mà. Anh không sao đâu. Đừng gọi nhá. Anh làm sao thế? Cả ngày nay anh cứ làm nhảm, tôi không thể chịu nổi. Quá thì tại vì là đêm đến lúc nằm ngủ em cứ bắt anh phải gãi lưng cho em. Anh bị mất ngủ triền miên cho nên đầu óc anh sắp bị thần kinh lên rồi. Anh tưởng tôi có ngủ được à? Tôi ngủ được đâu. Mà không ngủ được thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi chết. Con chúng ta sau này thì không được khỏe. Tôi chết thì... Tôi nhờ anh gãi lưng một tí thôi. Mà anh cũng cao yêu ca cằn nhằn. Thôi, thế thì thôi cũng được. Tôi khổ quá, từ từ em cứ bình tĩnh. Gớm thôi được rồi. Thôi được rồi thì từ bây giờ anh sẽ lại gãi lưng cho em. Anh gãi đến sáng cũng được, không sao. Rồi anh sẽ không đòi tăng lương nữa. Anh sẽ không bắt em làm bóng để anh dắt đi nữa. Anh sẽ không kỷ niệm ngày 3 tháng 8 nữa. Miễn làm sao em giữ cho con mình nó khỏe mạnh như con người khác em nhé. Đừng làm gì manh động rồi mình ân hận suốt đời em ạ. Điên thật rồi. Không. Để gọi 115 thôi. Ôi khổ quá thôi em ơi, đừng. Anh đã nói là anh không sao đâu mà. Quá chỉ tại cái lão sư, giáo sư văn ái. Giáo sư gì cái lão đấy? Lão ấy bán bánh chuối tàu ở phố Hàng Giày ý. Đây là Phạm Băng. Ai? Mà lão ấy dạy anh những cái gì? Hả? Ông ấy dạy anh dạy cách yêu vợ. Thôi, nhưng mà thôi. Đừng nói đến lão ấy nữa. Thôi em đi ngủ đi nhá. Lên giường đi ngủ đi. Rồi anh sẽ gãi lưng cho em. Ngủ đi. Khổ quá. Anh sẽ gãi lưng cho em để cho con mình nó khỏe. Rồi ngực anh đây, em cứ gác thoải mái, anh chịu được mà. Miễn là con mình nó khỏe. Tay anh đây, em cứ gối vô tư. Miễn là con mình nó khỏe nhá.